Thì
thủ tục đăng nhập cũng rất là đơn giản, để tôi đi email thì cô là xong thôi, cho nên này cũng không có gì khó khăn ha. Thì đối với tư cách thuốc thì đi hỏi thêm thầy cô sẽ không hỏi, đồng ý thầy cô không hỏi tư cách thuốc trong đơn. Lý do là muốn hỏi các bạn thì phải đưa công cụ cho các bạn tìm, chứ không thể nào hỏi bằng một bạn được. Thế đó là khi đi thi thầy cô hay hỏi về thông tin thuốc, cũng phân tích những cái vấn đề liên quan thôi. Ha, đó là cái phần này. Đó khi đi thi thầy cô sẽ hỏi phần này. Còn cái phần kỹ năng tra cứu thông tin thuốc là nhiều. Đó nè, đó. Thì khi mà bạn đã có được những cái thông tin cơ bản về thuốc rồi, thì mình sẽ đánh giá tính hợp lý. Từ đánh giá tính hợp lý, mình sẽ đánh giá tính hợp lý về những cái thông tin cơ bản đó. Thì những nguồn tài liệu này hồi nãy cô nói rồi nha. Đây, thì mình đánh giá tính hợp lý á. Thứ nhất là mình đánh giá về tính hợp lý thì chỉ cần là sao mình biết được cái thuốc này có phù hợp hay không, đúng không? Thay vì thầy cô hỏi là em hãy nêu chỉ định của metformin, thì cô sẽ hãy hỏi là metformin được chỉ định trong đơn này có phù hợp hay không, phải không nè? Thay vì thầy cô hỏi chỉ định thì cô hỏi có phù hợp hay không, thì bắt buộc bạn phải nắm được chỉ định của metformin, đúng không nè? Đơn giản thôi, metformin được chỉ định trong điều kiện đường tiếp 2, bạn nhìn vô chẩn đoán a để nhân được chẩn đoán theo đường tiếp 2 sẽ đang phù hợp, vậy thôi. Đó là cái cách mà bạn trả lời thầy cô, chứ không phải là ở thấy phù hợp chẳng hết. Mình biết là sao phù hợp, đúng không? Nhiều lúc mình thầy cô hỏi là ở cái này sử dụng hợp lý không, có hợp lý rồi im đây không nói gì hết, em cứ nói thì em nói hết đi rồi không nói được đâu, im cái thôi, còn nghĩ gì nữa tao nói thêm câu nữa lại im, sợ đau khổ vô cùng luôn. Cái thầy cô còn thêm muốn nói gì nói hết nghèo đi, nhưng mà giống như là cần sự dẫn dắt, cần sự gợi ý, cần cái này cũng phải nói được á. Cho nên là thôi bữa sau á thầy cô cứ hỏi thôi, cứ bắn một trang luôn, ừ được rồi, thấy giỏi rồi không hỏi nữa. Vậy thì đối với phần chỉ định á, thầy cô nếu như mà hỏi theo cái FDA, nếu như chỉ định này được ghi trong cái chủ tịch quốc gia Việt Nam rồi mà còn cái tra cứu với cái này nữa thì hơi khó đó các bạn. Cho nên là các bạn nếu mà xem được trong dược thư thì bạn thấy cái dược quy định một cái phần nguyên là nó có được biết hai rồi sẽ ra phù hợp phải không, chứ cũng không có yêu cầu về một cái xa xôi nữa thì nó hơi khó với các bạn á. À thì cũng lưu ý các bạn nha, trong có một số thuốc ở trong những cái đơn thư các bạn sẽ không tìm thấy trong dược thư, cũng không tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào mà thầy cô có nói ở đây. Thì trong trường hợp đó thì thầy cô cũng chấp nhận là các bạn sẽ tìm cái tờ hướng dẫn sử dụng của cái thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng của cái thuốc được nói ở trong đơn là tờ hướng dẫn sử dụng của các viên dược, hiểu không? Bạn không được tìm tờ hướng dẫn sử dụng của hoạt chất nhưng mà viên dược khác với viên dược trong đơn, mà bạn sẽ tìm cái tờ hướng dẫn sử dụng của các viên dược được viết trong đơn. Cô ví dụ nha, giả sử glucophay bạn có hoạt chất là metformin, bạn không tìm được trong bất cứ nguồn tài liệu nào mình nói, nhưng mà cái glucophay nó có cái tờ hướng dẫn sử dụng là của glucophay, thì bạn sẽ có thể lấy cái tờ hướng dẫn sử dụng đó, bạn lấy những cái thông tin về chỉ định trong chỉ định tác dụng phụ để bạn trả lời, hiểu ý không? Có nghĩa là trong trường hợp bạn không tìm được bất cứ cái thông tin nào từ những nguồn tài liệu tham khảo mà thầy cô đã hướng dẫn cho các bạn á, thế tại tại sao gặp những trường hợp đó thì các bạn bạn học những cái đông thi á có mười đâu, bạn sẽ gặp những trường hợp như vậy nha. Đó thì các bạn lưu ý cho cô. Rồi còn cái vấn đề thầy cô rất hay hỏi các bạn đó là thầy cô hỏi là thuốc này được có tác dụng như thế nào và lưu ý gì khi dùng thuốc này. Hai câu mà thầy cô rất là hay hỏi, thuốc này được uống như thế nào đây. Khi mà thầy cô hỏi như vậy thì các bạn có thể nghĩ đến chuyện là uống sáng trưa chiều tối nè, uống trước ăn nè sau ăn nè, là tại sao phải như vậy đó. Thì cái đó cũng là liên quan đến lưu ý khi sử dụng thuốc. Lưu ý là viên này phải uống nguyên viên nè, không được nghiền, không được nhai, không được tẻ nè. Cái viên này phải uống trước ăn 30 phút nè. Đó, thì cứ mỗi lời bạn nói ra thì bạn có giải thích là sao bạn nói như vậy, là sao cái viên này phải uống trước ăn 30 phút, là sao cái viên này phải uống sau ăn. Đó, thì mình sẽ kèm theo cái lời giải thích ha. Thì thực ra là nghe nó các bạn khó khăn á. Tuy nhiên những cái mà thầy cô hướng dẫn các bạn, khi mà thầy cô phân tích đơn các bạn
chơi mà hưởng cái câu cho cũng hưởng cái thiệt là cũng muốn làm trên muốn ăn sang đúng rồi không cho mở được nhưng mà không có thì muốn ăn sang nó không có cái tài liệu gì định đâu. Vậy thì thực bản nó nói với con đầu tiên á, à
cái carbonate nè, nhầy nè, phải không nè? Đó, sự mất cân bằng giữa hai cái đó thì nó sẽ dẫn đến là lát dạ dày, lát dày đúng không nè? Đây, thì mình biết cơ chế bơm mà phát động ra ngoài là cái bơm phát động ra trọng ATP đúng không? À, thì cái này mình đã học rồi, mình không có nói nữa. Đây, giờ nãy mình có nói rồi đó, những cái triệu chứng của lát dạ dày, lát dày đúng không? Thôi mình không nói lại cái này nữa nha.
Thank you.
nè. Thank you.
Đây,
Có phải không?
gì đây? Gram dưa. Dưa hay là ong? Thực ra là nó có thể điều trị gram dưa và một số cái ong thôi, nhưng mà đa phần của nó là gram dưa, đó là con tụ cầu. À, đa phần là gram dưa. Rồi một số gram ong ta cũng có gram ong đó. Đây ví dụ như là những cái vi khuẩn gây viêm màng não nè, lậu cầu nè, là cũng có đó. Hay là vi khuẩn và theo con virus influenza mà gây viêm phổi á, thì nó cũng nhẹ nhẹ. Cho nên là mấy bé mà bị viêm phổi là người ta vẫn cho cái
thường là mang cái đó là chị cái đó là chị thấy một tình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta quay lại cái đơn nha, thì chúng ta đã phân tích từng bước ở trong đây rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá tính phù hợp nè. Thứ nhất là về tỷ lệ